Ở tập 1 và tập 4 của sách Máy Linh Quay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khâu độ và độ sâu trường ảnh. Một yếu tố nữa cũng liên quan tới ống kính, lens sẽ tác động đến độ sâu trường ảnh, hay nói nôm na là độ xóa phông nhiều hay ít của hình ảnh của video, đó chính là tiêu cự. Vậy tiêu cự là gì? Nó tác động như thế nào đến hình ảnh, đến video? Có những loại ống kính nào? Chúng ta sử dụng chúng ra sao? Các bạn hãy cùng mình đi tìm lời giải trong video này. Và mình là Huy, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hồng Làm Phim. Tiêu cự là yếu tố quan trọng nhất của ống kính. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông số về nó được hiển thị theo đơn vị mm có ghi ở trên các ống kính như mình đang có đây. Thường trên các ống kính sẽ có thông số về khẩu độ và tiêu cự. Ở trên các camera điện thoại thì nhà sản xuất cũng sẽ công bố thông số về khẩu độ và tiêu cự của camera trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin thêm. Còn ở trên camera này thì vì nó quá bé rồi nhưng là đương nhiên họ sẽ cũng không ghi các thông số lên đây. Thì có thể hiểu một cách đơn giản nhất, tiêu cự là sự phóng đại, phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh. Cùng đứng tại một vị trí, nếu bạn sử dụng ống kính có tiêu cự càng lớn thì hình ảnh thấy được sẽ là các vật thể ở phía xa như được phóng to lên lại gần so với đôi mắt của bạn. Còn với ống kính có tiêu cự càng nhỏ, hình ảnh thấy được sẽ là một khung cảnh rộng lớn, không gian bao trùm. Mắt thường của chúng ta có tiêu cự ở khoảng 50mm. Nó không chính xác tuyệt đối là 50, nhưng có thể coi là xấp xỉ ở khoảng 50mm. Và điều đó có nghĩa rằng bất cứ một giá trị tiêu cự nào nhỏ hơn 50 sẽ cho ta hình ảnh góc rộng. Ví dụ như ở tiêu cự 24mm, các bạn sẽ nhìn thấy được một hình ảnh rộng lớn hơn mắt thường quan sát được. Bởi vậy, ống kính góc rộng hoặc góc siêu rộng thường được dùng để chụp ảnh, quay video phong cảnh, giúp ta có thể thấy hết được cảnh vật. Và bất cứ khoảng tiêu cự nào lớn hơn 50mm sẽ được coi là góc tele. Tại đó, ta sẽ thấy những hình ảnh ở xa như được phóng đại lên. Những thợ chụp ảnh động vật hay những người quay video các trận đấu thể thao sẽ cần các ống kính tele để có thể đứng từ xa mà vẫn lấy rõ được chủ thể. Ngoài sự khác biệt về độ phóng đại hình ảnh thì các ống kính có tiêu cự khác nhau cũng sẽ đem lại hiệu quả hình ảnh khác nhau. Hãy cùng mình quan sát một ví dụ sau đây. Chúng ta có thể quay một cảnh chung như thế này ở hai trường hợp. Bạn có thể đứng gần nhân vật và sử dụng một ống kính góc rộng như video bên trái, hoặc đứng xa nhân vật để zoom sát lại gần như bên phải. Bên trái sẽ là cảnh quay góc rộng và bên phải sẽ là cảnh quay tele. Chúng ta vẫn lấy được chung cảnh từ thắt lưng đến đầu của nhân vật. Tuy nhiên, các bạn đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng ở phía background, phía sau nhân vật phải không nào? Khi ta đứng gần với nhân vật và sử dụng ống kính góc rộng, hình ảnh trông sẽ trở nên rộng hơn. Ta sẽ nhìn thấy được rõ ràng khung cảnh ở phía sau. Còn khi chúng ta đứng lùi xa và sử dụng một ống kính tele, mọi thứ dường như bị nén lại. Background sẽ bị đưa ra khỏi khung hình. Như vậy, tùy thuộc vào nội dung video mà bạn muốn truyền tải tới người xem để chúng ta quyết định lựa chọn ống kính ở tiêu cự nào. Chúng ta sẽ có quyền được đưa background vào nhiều hơn trong khung hình hoặc loại bỏ bớt background đi để chỉ tập trung vào chủ thể thôi. Với ống kính góc rộng thì hình ảnh background cảnh vật trông sẽ rõ nét, chân thực hơn. Nó thường được sử dụng trong phim chiến tranh nhằm tạo cho người xem có cảm giác như mình đang đứng cùng những người lính trên chiến trường vậy. Còn với ống kính tele, bạn sẽ cho người xem cảm giác như họ đang đứng từ phía xa, nhìn từ phía xa lại so với chủ thể. Và chắc hẳn bạn sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi nhìn một ai đó mà người ta không biết rằng bạn đang nhìn họ, phải không nào? Chứ dừng lại ở đó, cảnh quay góc rộng sẽ làm cho khuôn mặt của nhân vật, của con người, của chủ thể trông sẽ bị bóp méo đi. Còn với góc tele, ống kính tele sẽ giúp cho khuôn mặt trở nên hài hòa, dịu dàng hơn. Chính bởi vậy, nó thường được sử dụng để quay beauty, quay sắc đẹp, cũng tương tự như chụp ảnh chân dung. Người ta sẽ thường sử dụng các ống kính tele là chủ yếu. Tiếp theo, mình sẽ nói đến các loại ống kính. Sẽ có hai loại chính mà các bạn cần phải biết, đó là ống kính một tiêu cự, tức là tiêu cự cố định, hay còn được gọi là ống fix, lens bright, hoặc ống kính tiêu cự có thể thay đổi được, hay còn gọi là lens zoom. Với ống kính lens fix thì tức là nó chỉ có một tiêu cự duy nhất, các bạn sẽ
không thể thay đổi được. Ví dụ như ở đây, mình đang có một ống kính FM 1.8 khẩu 1.8 tiêu cự là 55mm thì chúng ta chỉ có thể quay được duy nhất ở tiêu cự 55mm mà thôi. Còn với ống kính Tamron ở bên này, tiêu cự của nó là 28 cho đến 75mm, tức là các bạn có thể xoay vặn vòng zoom để từ đó chúng ta có thể thay đổi tiêu cự của nó từ trong khoảng 28mm cho đến 75mm. Như vậy, khác biệt giữa hai ống kính chỉ ở việc một cái tiêu cự sẽ không thay đổi được, nó sẽ cố định thôi. Và loại thứ hai, tiêu cự có thể thay đổi được, chúng ta có thể zoom xa, phóng to chủ thể lên hoặc trở về ống kính góc rộng để lấy toàn cảnh hơn. Thì sự khác biệt giữa hai loại ống kính này sẽ đến từ chất lượng. Thông thường thì những ống kính có tiêu cự cố định thì chất lượng hình ảnh thu được sẽ tốt hơn, chất lượng đoạn video mà các bạn quay được thì sẽ tốt hơn so với những ống kính zoom như thế này. Tuy nhiên thì đấy chỉ là câu chuyện của ngày xưa thôi. Còn với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như công nghệ ngày nay thì những ống kính zoom hiện giờ chất lượng cũng không hề thua kém như ống kính tiêu cự cố định, lens fix. Thậm chí có rất nhiều loại lens zoom có chất lượng còn vượt trội hơn so với lens fix. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu chỉ đến từ giá thành. Các ống kính zoom có chất lượng tốt thường sẽ có giá rất đắt. Một yếu tố cuối cùng mà mình không thể không nhắc đến đó là kích thước cảm biến camera. Kích thước cảm biến camera sẽ tác động trực tiếp tới góc nhìn tiêu cự mà các bạn có thể nhìn được ở đoạn video mà chúng ta quay bằng thiết bị camera của mình. Học làm phim đã có một bài viết chi tiết về cảm biến máy ảnh ở website hoclamphim.com. Các bạn có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả để tìm hiểu cụ thể hơn. Còn trong nội dung video này, bạn chỉ cần hiểu đơn giản rằng kích thước cảm biến sẽ quyết định những gì sẽ được cảm biến camera ghi nhận lại, những hình ảnh, những video sẽ được ghi nhận lại như thế nào. Cùng lắp một ống kính lên hai camera thì ở camera có kích thước cảm biến nhỏ hơn, ta sẽ nhận được video mà hình ảnh sẽ được lấy ít hơn so với chiếc camera còn lại. Bởi vậy, người ta lấy kích thước cảm biến full frame làm tiêu chuẩn mà tại đó camera sẽ ghi nhận lại được giá trị chính xác, góc nhìn chính xác so với tiêu cự ghi trên ống kính, ghi trên lens. Còn với các thiết bị camera có cảm biến nhỏ hơn kích thước full frame thì chúng ta sẽ cần một hệ số crop để quy đổi tiêu cự. Ví dụ chiếc Sony A6500 của mình là cảm biến APS-C có kích thước nhỏ hơn cảm biến full frame và hệ số crop là 1.5. Khi mình lắp ống kính 55mm, máy sẽ quay video ở góc nhìn tương đương với 55 x 1.5 bằng 82.5mm. Nếu không biết, ta sẽ tưởng rằng hình ảnh thu được là góc thường ở 55mm, nhưng thực ra nó đã là góc tele rồi. Chúng ta cần biết được chính xác thiết bị camera của chúng ta có kích thước cảm biến là bao nhiêu, hệ số crop là như thế nào để từ đó quy đổi ra được góc nhìn tiêu cự tương đương với tiêu cự trên cảm biến full frame. Thực ra thì việc quy đổi này nó bản chất là tiêu cự sẽ không thay đổi, tiêu cự là cố định rồi. Chúng ta chỉ quy đổi như vậy để có được góc nhìn tương đương, từ đó các bạn sẽ không bị nhầm lẫn trong việc sử dụng các ống kính với các tiêu cự khác nhau. Còn tại sao các hãng lại phải tạo ra nhiều kích thước cảm biến như vậy, làm cho mọi thứ trở nên rối tung rối mù lên? Thì thực ra là với những camera có kích thước cảm biến càng nhỏ thì đương nhiên giá thành của nó sẽ càng được hạ thấp đi và nó sẽ tiếp cận được với nhiều người dùng hơn. Như chiếc Sony A6500 của mình thì chắc chắn sẽ rẻ hơn những chiếc máy full frame như là Sony A7S II hoặc Sony A7 Mark III. Và một điều nữa là các ống kính sử dụng cho những thiết bị có kích thước cảm biến nhỏ hơn full frame thì thường giá cũng sẽ rẻ hơn so với những ống kính, những lens dùng cho các thiết bị full frame. Đó, thì nó chỉ là khâu giá thành thôi, yếu tố giá thành. Tổng kết lại, ở trong nội dung video này, mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về tiêu cự, về sự khác biệt giữa phóng đại hình ảnh cho góc nhìn tele và sự mở rộng hình ảnh ra cho góc nhìn rộng hơn. Từ đó, chúng ta ứng dụng vào để làm sao thay đổi, đem lại hiệu quả hình ảnh khác nhau, tác động đến nhân vật, đến chủ thể cũng như đến background, phông nền, cảnh vật ở phía sau. Đồng thời, các bạn hãy lưu ý cho mình rằng khi hình ảnh càng được mở rộng ra, tức là chúng ta quay ở những lens, những ống kính có góc càng rộng thì hình ảnh, khung hình sẽ càng bị méo đi. Hãy lưu ý điều đó. Và chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về hai loại ống kính tiêu cự cố định và ống kính tiêu cự có thể thay đổi được, lens zoom và lens fix.
cũng như chúng ta biết được hệ số quy đổi Grove để có thể xác định được chính xác loại ống kính mà chúng ta sẽ cần có cho thiết bị camera của mình. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì về tiêu cự và ống kính thì đừng ngại ngần gì, hãy comment ở phía dưới video này. Còn nếu cảm thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like, share, subscribe cũng như nhấn nút chuông ở phía bên cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Hoàng Phim. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.